Dì Tú xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dì Tú đang trên đường đi Trần Nhật Duật, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thì bắt gặp hình ảnh người đồng bào họ bày bán những nông sản nhà trồng trong những cái rổ nhỏ nhỏ xinh xinh. Nhìn rất là thú vị. Vậy tôi xin giới thiệu với đến quý bà cô chú anh chị. Đây là những sản phẩm nông sản như là đậu bắp nè, những trái nhỏ nhỏ, chanh, ớt, gừng, sả, tất cả đều là của nhà trồng, của người đồng bào. Đậu đũa nè, đu đủ chín, ớt xẻ, rau rừng, tắc. Kia là củ tư, còn trong cái rổ to kia là rau đậu bí, đậu su, bí đao, nhìn thú vị lắm. Dì Tú xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị đã xem clip ngắn này. Xin cho dì Tú một đăng ký và chia sẻ để dì Tú làm những video tiếp theo. Cảm ơn, xin chào tất cả mọi người.